Khi thoa đều thì mình sẽ có một bàn chân như ý. Thì khi mà anh chị thấy được cái video này mà anh chị cảm thấy là anh chị muốn mua đó, thì hỏi cái người giới thiệu cho anh chị sẽ chỉ anh chị mua như thế nào. Đấy. Những cái hình trước và làm. Bây giờ mình làm một bài toán cho anh chị coi nhé. Okay. Khi mà anh chị mua một cái chai này thì 22 đồng cộng với tiền shipping nữa là 29 đồng 50 cent một chai. Nếu mà anh chị mua nguyên một bộ á, thì rẻ hơn. Một bộ 559, 42 chai nằm ở trong đó. Nếu mà mình chia 599 chữ chia cho 42 chai thì mình có 14 đồng 26 cent, nhưng mà mình được free shipping khi mà mình mua nguyên bộ. Okay. Thì một cái chai này đó là làm được 70 người khách hàng. Đấy, 70 người khách hàng thì mình áp dụng cái thumbnail đó thì áp dụng được 70 người khách hàng. Okay. 70 người, nếu mà anh chị làm mỗi người anh chị lấy 5 đô, anh chị làm 5 đô đó, thì một chai này anh chị kiếm được 300 rưỡi. 300 rưỡi nhân cho 42 chai thì bằng 14.700. Thì mình làm được 14.700 trong 42 chai kiếm được, trong khi đó mình trả 599. Nếu mà mình trong khi lúc mình làm đó thì mình cũng có bán cho khách được, mỗi chai mình bán là 30 đô. 30 đô 14 đồng 26 mình mua về thì mình còn kiếm được là 15 đồng 26 xu mỗi chai. Mình kiếm bán càng nhiều kiếm càng nhiều anh chị. Ok, good luck anh chị.